Có nhu cầu mua ạc Liên Quân, ạc FIFA giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com để ủng hộ cho cô Ngân và Gaobet. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Tất cả mọi người đã đến với kênh của cô Ngân. Hello, surprise. Mọi người thấy gì chưa? Đây không phải ạc của cô Ngân nha. Đây là một ạc của trai ở quân đoàn Gao nha. Nhưng mà rất tiếc thì nó đặt lại là Gao vợ mờ cáo. Tức là thanh niên này là vợ của cáo nha. Mà cáo là vợ của cô Ngân. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Thanh niên này là vợ của mờ cáo nha. Mà mờ cáo là vợ của cô Ngân. Đó, thấy rắc rối chưa? Đây là một ạc của thanh niên, một thằng con trai ở trong quân đoàn Gao nha mọi người. Thì hôm qua thì thanh niên này có nhắn tin với cô và hỏi cô là cô Ngân đã quay vòng quay súng, tập hợp súng. Tại vì Garena dạo này nó ra một loại quay rất là mới mẻ luôn. Tức là tập hợp những khẩu súng ở đây, nếu như mà mình ra thì sẽ là được ra vĩnh viễn nha mọi người. Và thanh niên này nói là em sẽ nạp 500k vào để cho cô Ngân quay vào làm clip. Tại vì đa số những khẩu súng này cô Ngân đã có rồi, cho nên cô Ngân không có quay. Nhưng mà thanh niên đã tài trợ cho cô Ngân là 500.000 để quay bộ combo khẩu súng này. Thì đầu tiên trước khi quay thì chúng ta sẽ lướt sang bên ngay chỗ vũ khí đi nhờ. Trời ơi, thanh niên này cũng nhiều vũ khí dữ. Trời ơi, 14M1 có cả cái khẩu này rồi. Trời ơi, thích vợ cô Ngân chưa có khẩu này. Vãi chướng. M4A1 tới 3 skin vĩnh viễn và một skin này 88 ngày. Vãi chướng, có cả skin hồng rồi nè mọi người. Tiếp theo là AW thì AW có một skin, AK cũng có một skin vĩnh viễn. Trời ơi, AK Kim Kỳ Lân vãi chướng, thanh niên này cũng giàu khiếp nhờ. Và hiện tại thì đang chơi AK rồng. AK rồng chỉ còn có 16 ngày thôi. UMB cũng có skin, MB5 cũng có skin luôn, M14 cũng có skin luôn. Chỗ SK này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, SK tới 6 skin luôn nha mọi người, 6 skin mệnh viễn. Trời ơi, giàu hơn cô Ngân rồi đó. M4A1 có 3 skin vĩnh viễn. Có hai khẩu đó là Titan và Game Thủ. Còn một khẩu đó là Phục Sinh thì chưa có. Chảo cũng có rồi, có cả dao của huyền thoại luôn mọi người. Cô Ngân không có dao này rồi. Trời ơi, XKX 3 khẩu. Trời ơi, M249 2 khẩu. Phải chương pha mát. Có pha mát này thôi, pha mát vũ trụ. Thanh niên này không quay. Bây giờ chúng ta sẽ lướt sang phương tiện. Phương tiện, trời ơi, cũng có khá nhiều skin loại hành động. Ôi, coi thử ba lô xem. Ôi, ba lô này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ba lô. Trời ơi, hòm xác này. Hồng xét cũng khá ít nhờ. Thanh niên này là ở level xám 6 nha mọi người. Tranh thủ mình lướt sang cái màn nhện của xem. Trời ơi, màn nhện nè. Trời ơi, phải chưa? Màn nhện. Màn nhện hình như ạc này cũng ít chơi. Có vẻ như ít chơi mọi người. Rồi, ok. Bây giờ lướt sang nghi nghĩ sang một tí đó là phần tủ đồ xem như thế nào nha mọi người. Tủ đồ cũng khá ít nhờ. Lướt lướt sơ sơ thôi. Đa số hình như chơi nhân vật nam. Tại vì đây là ạc của trai cho nên là toàn là đồ nữ thôi mọi người ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ không lòng vòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng quay nha mọi người. Ok, vòng quay thì hiện tại thì thanh niên này có lời nhắn nhủ là muốn có cây Rosa này. Tại vì hiện tại mình lúc mà mình lướt á, bộ sưu tập thì Rosa vẫn chưa có skin nào. Và thanh niên này nhắn nhủ là em muốn ra khẩu Rosa này. Và cô Ngân sẽ cố gắng quay nha mọi người. Bây giờ là 2K9, 5-5, kim cương, liệu có ra được hay không? Bây giờ chúng ta bắt đầu quay nha mọi người. Đầu tiên chúng ta lướt 60 kim cương trước. Ra đi, ra khẩu gì cho hấp dẫn em nào. Trời ơi, rồi xong rồi. Sorry nhá, được có 30 vàng à. Trời ơi, thanh niên này chắc là tay của cô Ngân hơi. Trời ơi, thôi. Sorry nha, cô Ngân không quay được cái gì rồi. Đậu xanh, gao mờ cáo ơi. Đậu xanh rồi xong. 600 lần luôn. Ra đi, nói chung là quay dùm. Quay dùm thì cũng là một nghệ thuật đó nha mọi người. Chết rồi.
Chết rồi, không ra được nổi cái gì rồi. Ra được cây rosa phan phao và cả trưởng. Nói chung là cũng có một cây rosa vĩnh viễn rồi đó nha. Nói chung là cũng vui rồi đấy. Nói chung con Ngân cũng vui rồi đấy. 600 kim cương được một khẩu mới mẻ nhờ. Ôi thôi cả trưởng không ra rồi mọi người. Không ra được cái gì rồi. Đậu xanh. À đúng rồi. Và chúng ta sẽ nghỉ một chút nha mọi người. Thì thanh niên này có lời nhắn nhủ đến vị trí của Galili, một thành viên mới vào quân đoàn. Và được thanh niên này là kỳ cựu trong quân đoàn Gao nha mọi người. Đây, kỳ cựu trong quân đoàn Gao. Thì thanh niên này có lời nhắn nhủ đến Galili. Hiện tại thì nghe nói đây là kỳ cựu trong quân đoàn và không biết là đã rời hay chưa. Nói chung là Galili thì có lời nhắn nhủ là: anh xin lỗi em, chúc em đi du học vui vẻ. Và Galili cũng là Cle ở bên YouTube của cô và cũng là Cle ở bên Dream Rap của Gao Bạc. Thì thanh niên này có tán rồi nhưng mà có vẻ như là tán được vài ngày. Thì nói chung là trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau thì có vẻ như là không hợp nhau. Cho nên thanh niên này quyết định là nhờ cô Ngân làm cái clip này. Và cũng bỏ ra 500 ngàn để thuê cô Ngân. Và muốn nhắn lời xin lỗi đến Galili. Bạn Galili có đọc được, có xem được clip của cô Ngân thì hãy bình luận ở phía dưới là đã nhận lời xin lỗi của Gao vợ mờ cáo nha. Thanh niên này đã có vợ rồi mà vẫn đi tán gái. Sao logic hơn nó hơi bị kỳ kỳ nha. Có vợ mà đi toán gái. Phải cái chữ. À không, vợ mờ cáo tức là thanh niên này là vợ của một người khác rồi. Và đang hiện tại thì đang đi tán gái. Có nghĩa là thanh niên này là chồng. À có nghĩa thanh niên này là vợ. Là vợ của một người con gái khác. Và bây giờ muốn kiếm vợ cho mình. Phải cái chữ. Trời ơi, quá logic luôn. Mà con không biết logic đó là logic gì. Bây giờ quốc 600 kim cương luôn nha mọi người, xem nó có ra. Ra đi. Rồi xong, hôm nay là hiểu luôn. Trời ơi, là lùi Giáng sinh. Đừng có mời nữa. Trời ơi. Chết rồi. Không ra rồi mọi người. Đó rồi, có vẻ như thanh niên này sắp cạo đầu cô Ngân rồi. Rồi xong rồi, không ra được khẩu gì luôn rồi mọi người ơi. 60 lần tiếp. Hết sạch kim cương của thanh niên này luôn. Và không ra được khẩu Rosa. Thôi cô Ngân xui lắm rồi. Chết rồi, không ra cái gì rồi. Trời ơi, lụa game thủ làm cái chi. Phải cái trưởng Spark. Ôi, rồi xong rồi. Xong rồi, không ra cái gì rồi. Rồi xong rồi. Tiêu rồi. Phải cái trưởng. Cô Ngân quay đồ cho trai là không được rồi mọi người ơi. Cái này phải nhờ tới Gao Bạc mới được. Cái đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Trời ơi. Trời ơi, không ra được khẩu gì rồi. Trời ơi, thanh niên này bỏ ra 500 nghìn. Và rốt cuộc thì cô Ngân đã phá nát 500 nghìn này của thanh niên này rồi. Cái đậu xanh nó không ra được một khẩu nào vĩnh viễn. Và rất là mù luôn mọi người. Trời ơi, 24 giờ ở Garena Tron nè. Rồi xong rồi, đậu xanh. Không ra được rồi. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chả ra được cái gì luôn. Cô Ngân đang phá kim cương rồi. Nói chung là tốt nhất đừng nhờ cô Ngân quay đồ giùm nha. Nói chung là cô Ngân rất là xui luôn. Trời ơi, 56 lần, 60 lucky không ra được khẩu gì hết. Thôi nói chung là hết kim cương rồi. Và lời nhắn nhủ của thanh niên này là xin lỗi Galili nha mọi người. Thì đầu tiên thì cô Ngân vào đây xem được bao nhiêu vũ khí trong đây. Có Spart 12. À khẩu này vĩnh viễn, được một khẩu vĩnh viễn nhưng mà có vẻ như không được hấp dẫn cho lắm. Vậy cái chữ. Còn khẩu Rosa, à Rosa che. Rosa thì tìm được cái này tức là tầm xa nhưng mà tốc độ bị giảm. Nói chung mà được một khẩu này thôi mà nha mọi người. Trời ơi 500 ngàn. Cô Ngân đang đút tiền và một khẩu Spart, đó là Spart này. Con sẽ trang bị cho nó luôn. À được quả lựu thì nên trang bị luôn ha. Trang bị khẩu này đi nha. Nói chung là cô Ngân sau 500 nghìn của thanh niên này thì cô Ngân trả ra được cái gì hết. Nói chung là như vậy. Ok, clip đến đây là kết thúc nha mọi người. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.